Vào thời điểm này, khi mùa cao điểm du lịch nội địa đã qua, còn khách quốc tế vẫn chưa mấy sôi động, Đà Nẵng vẫn tận dụng những ưu thế riêng có về chất lượng dịch vụ để thu hút khách và đảm bảo hình ảnh điểm đến. Dù đã bước vào mùa thấp điểm của khách nội địa, thế nhưng vào dịp cuối tuần, các điểm du lịch tại Đà Nẵng vẫn khá nhộn nhịp, chất lượng dịch vụ vẫn luôn được đảm bảo nhằm đem đến sự hài lòng cho du khách. Lâu rồi mình mới có dịp tới Đà Nẵng, mình thấy ở đây nó khác nhiều, biển cũng đẹp, thấy cũng vui, sạch sẽ, nói chung là mình thích, thì chắc là sẽ có dịp sẽ quay lại đây chơi. Cứu hộ đó, trực quân số là 100%, giờ cao điểm, giờ thấp điểm thì đội cứu hộ cũng thường xuyên cử người trực, rồi giờ thấp điểm để quan sát và hướng dẫn bà con như khách nhân dân tắm biển được an toàn. Trong bối cảnh hiện nay, khách nội địa có xu hướng sắp xếp thời gian du lịch linh động, ngắn ngày, tránh đi vào những dịp cao điểm nhằm tận hưởng dịch vụ tốt nhất. Và Đà Nẵng với ưu thế về du lịch nghỉ dưỡng và thời gian bay ngắn vẫn là điểm đến ưu tiên của nhiều du khách. Vì thế, các dịch vụ vui chơi, giải trí phục vụ khách vẫn diễn ra khá sôi động, nhất là vào dịp cuối tuần. Dịch vụ và cái ngành du lịch đã trở lại hoàn toàn, nhất là cái lượng khách du lịch nội địa. Thì mình rất là kỳ vọng vào cái kinh tế về du lịch ở Đà Nẵng sẽ phát triển. Hiện nhiều đơn vị lữ hành đã chủ động đón đầu tâm lý khách nội địa đi du lịch vào mùa thấp điểm để xây dựng các gói combo, tour tuyến phù hợp. Tuy nhiên, vẫn rất cần thành phố có thêm những chương trình kích cầu du lịch mùa thấp điểm để có thể khai thác hiệu quả nguồn khách này trong những tháng cuối năm.